Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tony Phong. Do này là các bạn sẽ cầm về để bón phân. Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Felix the Pichai. Hoy vi aquí recogí un poco de cinza. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Milton. Lấy này chắc các bạn lấy cũng nhanh thôi. Cuida đủ tính bi pica. No. So de la đủ de gỗ su so. Tôi là đủ bue. Felix thì lê va sa cuối. Một đa đi đây tù sa cu. Các bạn chỉ cần đầy hai cái bao này là thoải mái bón cho cây trồng ở nhà. Là các bạn sẽ không phải dùng dùng phân đạm nữa. Phân đạm mà hiện tại thì đang rất là đắt. Bây giờ giá cả nó tăng lên một gấp đôi. Nên là các bạn bây giờ phải chịu khó đi. Có cái gì mà sử dụng được thì các bạn phải đi nhặt nhạnh. Xin ra. Còn hai thanh niên trẻ thì đang ở nhà đóng gạch. Đang đóng gạch đất ở nhà. Còn ở đây có một cái thân cây nó mục ra rồi và đang cháy rất là nhiều. Nhưng mà nó vẫn đang cháy đấy. Hiện tại nó vẫn đang cháy nên là bạn Flexi cũng phải rất là cẩn thận. Tí xuống dưới kia nó vẫn còn rất là nhiều. Aquí xin rất là nhiều phá là bụi. Bạn các bạn vừa chuyển chỗ từ trên đường xuống ở rìa để dưới này. Rất là nhiều cái do này các bạn ấy dồn vào bao. Mặt ở bên kia cũng rất là nhiều, chắc lấy chỗ này nếu mà các bạn ấy lấy thì chắc cũng phải được lửa bao rồi. Còn là bạn Felix sẽ di chuyển lên trên kia nữa thì mới có. Ở chỗ này là chỉ để cho bạn mưa tồn bạn ấy dồn vào bao ở đây thôi. Sì pha dê kia, eu vai levar. Felix thì vai lanh sim à? Aon. Distant thì lanh sim à? Lá ainda tem. Tem. Ele caminho ali depois fazenda de Antônio. Lavra de Antônio tem cinza. Não, não, não busca lá. Busca a sora a rua. Na pra Deni você tirar depois bet de vitamin. Ah, ok. Sim. Bạn Felix thì là bạn cũng đã lấy đầy bao và chắc là bạn mua tồn ở kia cũng lấy đầy bao rồi. Dạ. Say umai. Sing. Để poi ama ha đôi la đủ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên chào là Mini. Vamos contar todos os adobes que estão aqui. Quanto adobe? Quanto adobe? Nay cháu đã làm được bao nhiêu viên gạch rồi? Wow. Một trăm hai mốt viên. 121 viên. Viên gạch. Viên gạch 121 viên gạch. Viên gạch. Viên gạch. Vem ngạc. Ok. Từ sáng giờ bạn Phi Dê cùng với cháu Mini là đã đóng được 121 viên gạch. Hôm nay là buổi cuối cùng các bạn xong xuôi đóng gạch. Chỗ gạch này là đợi khoảng một tuần thì là gạch nó sẽ khô. Khô thì ngày mai các bạn bắt đầu là xây nhà rồi. Đợi xây xong thì các bạn sẽ vào ở. Sao su su á, oai gì sao su su. Sao su su. Xin. Còn bạn Phi Dê thì đang ở trong bếp kia rồi. Vậy là từ sáng giờ là hai bạn thanh niên rất là khỏe, đóng đã xong gạch rồi. Còn ở trên kia thì gạch nó vẫn chưa được khô nhưng mà mai là các bạn cũng chuyển được hết vào. Mai là các bạn sẽ chuyển vào và sẽ chuẩn bị xây nhà vào ngày mai.
Como é que dá, meni? Irmão. Ok. Bosu da meni, ah. Vê grande. Vê grande. Các cháu làm ở tại vườn ấy là rất là tranh thủ, là các khách đến mua cái là các cháu lại bán. Rau hiện tại là đang ế đấy mọi người, nhưng mà người dân đã đến mua tận nơi. Đợi rau ở mặt bên kia nó tốt lên thì khách hàng sẽ xuống mua một loạt luôn. Bây giờ cái chỗ này là cái chỗ lẻ rồi, rau nó còn rất ít. Đã hát xe ra. Đi. Xin cụ. Xanh xin cụ cà bè xa. Xin cháu cây nây tì. Nây tì. Xin. Ok. Nú arde, nú amargo. Nây uma. Xek. Ok. Xe lê tìm đi bên. Hả? Vườn rau của các bạn gần hết rồi. Chỗ này mình sẽ lấy cái mùn cưa, và cái mùn cưa mà nó đã từ lâu rồi sẽ trở vào đây để giải vào đây, xong các bạn cuốc lên. Cuốc lên xong rồi là các bạn sẽ trộn vào mấy đất. Cháu Mimi đang rang ngô. Tí nữa mình sẽ xào su su. Rafael, você lá conhece tipo fazer assim? Vai, tem. Sim. Đây là các bạn tên tôi là Milton. Dạ. Dạ. Cái bao giò của các bạn lấy đầy như này là được 5 bao rồi. Thì là mình mấy nữa các bạn sẽ trồng ở phần trên này là bắp cải, thì sẽ sử dụng đến giò và mùn cưa. Mùn cưa thì là cái loại mùn cưa mà nó đã để rất là lâu rồi, nó cũng đã mục rồi, thì các bạn sẽ trộn vào đất ở đây và sẽ tiếp tục là sẽ trồng bắp cải. Còn ngô này của các bạn ấy chỉ còn ngày khoảng 2 ngày nữa là các bạn sẽ thu hoạch thôi. Còn bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị tập trung vào để sẽ nấu ăn. Cô gì nhá? Bây giờ là bà cháu Mini bắt đầu là sẽ chuẩn bị cái món su su này để xào. Hôm nay các bạn sẽ ăn với phun. Và các bạn ấy cũng vừa đi chợ để mua ít cá khô về ăn, ăn dần. Sáng nay thì mình đi chợ mình cũng đã mua thêm 3 cuốc để các bạn ấy sẽ, ở trên kia sẽ có 3 người. Là sẽ dùng 3 cuốc và một con dao. Dao này là mình mua hết 5.000, tổng mua hết tất cả sáng nay là hết 21.500. Cả một cái bay nữa để ngày mai các bạn sẽ sử dụng xây nhà. Cái này là bạn Mưu Tồn sẽ sử dụng. Ở đây thì có bạn Mưu Tồn biết xây thì xây. Hello. Tạm xây. Nhìn sát đang xin xô phá là quạ. Căn. Cuốc. 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 Xin. Còn cá bố căn quạ. Ok. Ba cái cuốc này mỗi cái là 4.000 quan. Cái loại cuốc này ngày xưa là mình mua 3 cái nhưng mà nó mỏng, các bạn sử dụng trong vòng khoảng tầm có 2-3 tháng là đã hỏng rồi. Đặt lên mua cuốc dày và cũng đã đánh dấu ở điểm này rồi. Đánh dấu rồi, không biết là sau này có sợ bị gãy không. Đánh dấu là có mất thì tìm được để cho các bạn ấy quản lý. Các bạn ấy quản lý, cứ mất cái nào là mình sẽ phạt cái đấy. Thì oi gì so sinh giá số đề qua 12 quan, 12.000 quan, 12.000 quan. Quá bảy mươi ca rồi. 12.000 quan cắt tan là sinh của miêu. Mì ba mươi à si mì ba mươi quan. Tu đủ run tu 21.500. Quá bảy mươi ca rồi. Compra tam phiêu. Phiêu mini kinh nghiệm tốt. Tu đủ gas tan nhảy đủ. Cảm ơn anh Phong. Trabalhar duro só. Sim. Eu feliz, Anfang. Muito feliz. É se levar lá em cima, é? Sim. Katana antes dessa. Aqui. Dessa aqui. Mini controlar. Você não controla. BD uma. Conta de multa. Perdeu uma, eu da multa, Anfang.
Sim. Eu dessa vez deu multa Tolifão. Sim. Milton perdeu multa Milton. Ok. Qua? Muito feliz. Feliz. É assim, já tem material novo, trabalha bom. Cuộc novo, falar cuộc mới. Cuộc mới? Sim. Antes. Antigo, fala quê? Cuộc cũ. Cuộc cũ. Cuộc antigo. Sim. Cuộc novo. Ok. Vem de falar, sim. Antigo, fala antigo. Cuộc cũ. Novo. Cuộc mới. À, chuẩn bị là lên vườn mới nên là toàn bộ những cái con dao này sáng nay mình cũng đã mang đi mài rồi, mài sắc để các bạn ấy phạt cỏ, còn dao kia thì các bạn ấy sử dụng chặt những cây gỗ. Cuốc thì các bạn ấy sẽ chuẩn bị là sẽ cuốc rãnh nước ở trên kia và sẽ chuẩn bị đóng gạch trên đấy. Phát cái gì lãnh xe mà nó thế levas s gì aki anh đã trabalho nhiều có ta bom pha. Sim, aí lá em cima com o tapau bué. Sim. Então é matar o quê? Que beta. Sei lá, esse abacateiro pra cortar. Cháu mini já thái susu ra là rất là giỏi rồi. Làm củ lái tía xào ăn với phun nó dễ gắp, mới cả nó ngấm mắm muối nó dễ ăn. Các bạn ấy thái cổ kia khó thái hơn, cái này có cái lạo này các bạn ấy thái rất là dễ. Làm những cái miếng susu nhìn rất là ngon. Các bạn ấy vặt susu này là vặt trong cái giàn ở trong chỗ giếng. Mùa này thì nó ít quả hơn, mùa kia nó mới nhiều. Tá bom? Sim, então. Fazer bom, né? Um pessoal como é a falar. Fizer oi gì come a susu lo to bom no fala. Não tá bom falar. Já? Mas agora você vai fazer um. Meter cebola. Bây giờ trước tiên là cháu phải phi hành cho thơm. Phi hành xong thì cháu sẽ cho susu vào. Sali. Vai buscar essa ali. Sim, entra. Ah, mais cunhê. Mini vira bom. Các bạn ở sông suối là cắt cử nhau ra để mỗi người một hôm là chỉ nấu ăn thôi. Cắt cử nhau ra, cháu mini hôm nay mà nấu ăn thì ngày mai là bạn khác. Cuidado caiu, ué. Peixe como? Esse peixe é nino comer? Peixe comer bom esse, bom? Tento, ué. Pessoal, não dá comida peixe não, mas está comendo. Bạn ấy mang bột sắn ra để rắc cho cá ăn. Não vê. Tento. Não, não comer. Como é bué?
không thấy con cá nào nổi lên ăn cả, chắc là nó chạy hết rồi. Então ele vai falar para a gente não comer isso. Come boi. Nó để xa sinh em đi comer. Chắc là nó sợ người không dám đến. Depois está plantar tem cozinha. Ué, você tá bem bonito. Bonito. Como look de... é, depois vamos fazer. Cháu sạt lên giờ là cũng đã gần chín rồi, sắp ăn rồi. Em bây xí có meo hay gì hay cùng? Chí có số? Sí. Vậy, thế sợ bro lưu? À xa. Vamos assar o peixe. Ok. Tu suba assar? Sim. Já? Já? Tá mais pouco. Lá pronto. Já? Sim. Bem neve, sim, já tá bom. Não, que não tem molho. Essa não tem molho, comeu como foi? Não, assim tá bom. Oi, depois comer muito bom. Tem sobrar bué. Cái món xào này hôm nay là món xào của bạn nó không có nước nên là bạn Phi Dê đang thắc mắc bỏ thế này thì ăn làm sao full. Bây giờ là bạn nuôi tồn là bạn sẽ chia thức ăn cho các bạn ấy. Full. Sim. Sắn. Bột sắn. Bột sắn. Susu já tentou comer com arroz, mas com fuz nunca, né, fam? Nunca. Nunca comer fuz. Pode comer junto, tudo não faz mal. Por ser cozinha de secar. Ok. Tudo fritar. Cá này là cái sáng nay là bạn nuôi tồn là bạn đi mua. Còn bác cá dài kia là cá chê lướng. Anh Phong. Cá rô phi lướng. Bác rê là mình ta phát kì. Cá chê. Cá chê. Sim. Cá chê bé pequeno. Pequeno. Tênh vivu để xa tan kè kì vivu để phối bùi. Dạ. Có mẹ. Phi dê tên tù à. Tên tù su su có mẹ bông lâu bông. Bạn Phi dê là chưa ăn bao giờ cả. Này bạn ấy sẽ thử ăn. Quên được xem tá kìa. Quên được. Xin. Esse fundo dessa lá embaixo. Bạn Phi Dê đâu rồi? Bạn Phi Dê ăn su su ngon không? Ăn thấy thế nào? Bạn Phi Dê ăn su su ngon không? Mà bạn ấy bảo là xào như này ăn mới full ngon được. Tá bom? Rất là ngon. Ok. Bạn ấy bỏ su su xào ăn không ngon. Bạn Phi Dê chưa ăn bao giờ cả. Hôm nay bạn lần đầu tiên được ăn. Tá bom? Esse visita. Bạn này là khách, bạn ấy đi xe máy xuống dưới này và là vào tiệm bữa ăn nên là các bạn ấy mời bạn ở lại ăn. Su su tá bom? Tá, tá bom. É do su su, você vamos com arroz. Sim, com arroz sai bem. Còn Felix gì? Có mẹ tao bông? Tao bông. Số su su. Phu tao mới non. Su su phong ta để xa nì. Mẹ tê. Mẹ tê ra muốn tu xa nì. Su su muốn tu xa nì mai. Tao bông. Ngon không? Hôm nay ăn ngon không?
Ngon, rất là ngon. Hôm nay các bạn ấy, từ sáng giờ là cô ăn một bữa thôi, giờ ăn tiếp bữa nữa thì các bạn rất là đói. Những cái cây bắp cải ngày hôm qua các bạn trồng cũng đậy vào được một hôm rồi. Hôm nay là các bạn bỏ ra, tại vì là bắp cải của các bạn cũng đã bén rễ. Hôm nay các bạn hãy tưới thêm một lần nước nữa, không sợ ngày mai nó khô nó sẽ hỏng, nó sẽ bị chết cây bắp cải. A Milton falta mais uma. Não. A Milton sim, você fala quatro. Trabalho do Maia. Dois meio, ó. Um meio aqui, menina. Tava tudo dia não tem feia do. Sim. Tá bom, né? Muta de preguiça só. 600. Agora, ano fala. 800, né? Ano fala. Milton, né? Vene bolinha. Três dias, né? Não trabalha, né? Milton là bạn ấy nghỉ 3 ngày liền. Nói tao bảo con ta đi nhây đồ. Toàn bộ là đợt này tháng này là cháu mini cũng rất là chịu khó làm. Hôm nay là cháu mini tháng này rất là chịu khó làm, không bị trừ nhiều tiền cả. Hé, cái đồ mini ấy, cái đồ đi nhây đồ sinh phích ca kia, ta ra bông này. Cái xe tên đi à gỗ sửa sinh bông xanh mưu à quanto mini nè xanh mưu là compra moto nó sẽ ga moto de segunda mão em. Các bạn ấy làm việc một tháng trời cũng rất là vất vả, hôm nay là các bạn ấy có lương à, các bạn ấy chắc là cũng rất là vui rồi. Mini này 10.000 này, 10.000 quan. Lấy mình nghe quan. 1 2 3 4 5 tà. Nó mi xem tút, phô tà mày đu xem tút. Đu xem tút đau rồi, đau rồi. Đây là tiền của cháu Mini. Dạ, phi dê. Phi dê là 18 à. À. Phi dê này. 285.000. 285.000 nhá. Rồi tầm mai 8.200. 1 2 3 4. Phó tà đu gen tút. À, đu gen tút nào. Còn Milton An Phong. 1 2 2 3 4 7 cha 7.000. 7.000. Phó tà bué. 1 2 3 4 2.000 nữa. Cảm ơn. 285.000. Giá quan tử. 17.000. Bạn Miêu Tồn bị phạt mất 3.000 nha mọi người à, vì là 3 ngày nghỉ, 3 ngày nghỉ mới cái tội là cũng bị ấy, là bạn cũng tự gạch 3 lần là bạn ấy sai phạm là đi làm muộn này, ra muộn hoặc là đi ra ngoài này, bạn tự phạt bạn này. Dạ. Còn đu gen tút eo paga mà nhá. Phi dê á. Còn bây giờ là bạn còn tiền của bạn Felix thì mình sẽ đưa cho bạn ấy. Là bạn Felix thì hỏi tao không. Hôm nay là buổi cuối cùng của tháng, các bạn ấy lại được lĩnh lương một lần nữa. Tháng này thì các bạn ấy thu hoạch cũng rất là nhiều. Tháng này các bạn thu hoạch cũng rất là nhiều thứ.
tháng này các bạn ấy thuộc ngô này, các bạn thuộc rau, cũng rất là vui cho các bạn ấy. Các bạn ấy sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, tại vì là trong thời gian này là nó đang có mùa hanh, các bạn trồng trọt thì các bạn phải tưới, nghĩa là ngày nào các bạn cũng phải tưới, tưới chỗ này xong ngày mai thì chỗ kia nó lại khô, các bạn lại phải tưới. Y tông me la seca mu tu trabaño mu tu trabaño asin caga gua banho cubado peso levanta trabaduro esse me de novo esse peso bom no que no ganha mais de muta porque peso bom no de satur phong muta esse bom. Mình đang nói chuyện với các bạn ấy là tháng sau là mình, các bạn ấy làm việc tốt hơn thì sẽ không bị phạt một cái gì cả, thì các bạn ấy sẽ có số tiền lương là khá là cao. Còn thời lượng video của mình hôm nay đến đây kết thúc, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.